khán giả đang theo dõi kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, cập nhật những tin tức mới nhất về bão số 9. Mặc dù cơn bão này không vào đất liền, nhưng nó vẫn để lại nhiều thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Sóng lớn kết hợp với chiều cường lớn bất thường do cơn bão Rai đã khiến người dân cả khu phố Lê Xuân tại tỉnh Phú Yên phải khiêng tài sản tháo chạy. Do ảnh hưởng của bão số 9, sóng biển dâng cao kết hợp với chiều cường lớn bất thường đã làm nước biển tràn vào nhà người dân tại khu phố Lê Xuân, khiến nhiều nơi ngập sâu từ 1m đến 3m. Theo người dân, đây là đợt chiều cường lớn cây ngập sâu hiếm có tại địa phương này, nên tất cả người dân đều trở tay không kịp. Nhiều tài sản không thể di rời đến khu vực cao hơn dẫn đến hư hỏng. Bà Lê Thị Hòa, chú khu phố Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hòa cho biết, đây là đợt chiều cường hiếm có từ trước đến nay. Thường những năm trước, chiều cường sóng lớn chỉ đánh vào một số nhà nằm sát biển, còn năm nay làm ngập cả khu phố. Chiều cường lên cao khoảng 30 phút là sóng lớn xô nước chảy vào ao ao khiến người dân trở tay không kịp. Nước lên quá nhanh, hầu hết người dân không thể di rời tài sản kịp thời, bà Hoa cho hay. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên được điều động để hỗ trợ đưa người dân tại các nhà ở bị ngập nước đến nơi cao rào an toàn. Nhiều vật dụng của người dân như tivi, tủ lạnh, quạt điện cũng được lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển ra bên ngoài. Thượng tá Trần Trung Thủy, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết đã điều động 84 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đưa tất cả người già và trẻ em khu vực bị chiều cường gây ngập sâu đến ở tại trụ sở của đơn vị. Ngoài ra, cũng hỗ trợ đưa tài sản của người dân đến các nhà ở cao giáo an toàn hơn. Theo ông Cao Đình Huy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tuy Hòa, thống kê ban đầu hiện có hơn 100 hộ dân tại khu phố Lê Xuân, phường 6 có nhà ở bị ngập do chiều cường xâm thực vẫn chưa thống kê được thiệt hại do chiều cường gây ra. Ủy ban dân thành phố đang phối hợp với lực lượng bộ đội khẩn trương di rời người dân đến nơi an toàn, tránh các đợt chiều cường khác trong đêm, mục tiêu phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Tinh Hòa cho hay. Do ảnh hưởng của bão số 9, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có mưa rất to. Đặc biệt tại Cù Lao Tràm Hội An, gió giật mạnh, sóng biển dữ dội, chính quyền phải sơ tán nhiều hộ dân. Bà Phạm Thị Mỹ Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9, hiện trên địa bàn xã gió giật rất mạnh, kèm theo sóng biển cao nhiều mét. Theo bà Hương, hiện tại khu vực xã đảo Tân Hiệp, gọi Củ Lao Tràm, có gió mạnh khoảng cấp 7, biển động mạnh, sóng liên tục đánh vào bờ. Để ứng phó với bão số 9, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng giúp người dân chẳng chống nhà cửa, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Hiện 194 tàu thuyền đã vào Âu thuyền cù Lao Tràm trú tránh bão. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã sơ tán 96 hộ dân với 176 nhân khẩu ở trên địa bàn xã đến nơi an toàn. Trong khi đó, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh Quảng Nam có 2.986 tàu cá với 13.585 lao động. Tính đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 12, có 3 tàu trên 106 lao động đang neo đậu tránh trú tại đảo Sinh Tồn ở quần đảo Trường Sa. Các tàu thuyền còn lại cơ bản đã được hướng dẫn chạy vào các âu thuyền trú tránh bão số 9 an toàn bão số 9 suy yếu nhanh, vùng biển Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi gió cấp 6, cấp 7. Ngay sau khi càn quét Philippines và tiến vào Biển Đông, bão số 9 tiếp tục có những sự thay đổi cả về hướng di chuyển và cường độ. Mới đây, bão số 9 đã suy yếu và di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hồi 7 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đồng, ngay trên vùng biển phía Tây, quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, 90-120 km h giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên trong khoảng 150 km tính từ tâm bão. dự báo thời tiết, đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mới giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 220 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km h giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 15 đến 21 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông toàn bộ tàu thuyền trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 12, bão số 9 đổi hướng di chuyển theo hướng đông đông bắc, mới giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc biển Đông. Vùng nguy hiểm trên biển Đông đến 7 giờ ngày 22 tháng 12, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên phía bắc vĩ tuyến 18 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 112 đến 118 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trên biển, vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội, Vùng biển ngoài khơi từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, trong ngày 20 tháng 12, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 24m, biển động mạnh. Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa kiểm tra, giả soát, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn hồ đập chứa, nhất là các hồ đập sung yếu, đang thi công, chủ động vận hành đón lũ đồng thời phải đảm bảo an toàn công trình và hạ du, tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất. Các đảo cần bố trí hợp lý các phương tiện tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để người ở lại trên các tàu thuyền tại khu neo đậu và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn. Chủ động triển khai phương án di rời, sơ tán người dân, đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn. Các chuyên gia khuyến cáo ngư dân và các thuyền viên cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Khi nhận được tin báo áp thấp nhiệt đới thì tùy thuộc vào vị trí của tàu thuyền đang hoạt động, vị trí cường độ hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới mà kịp thời cho tàu thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão áp thấp nhiệt đới. Cần điều khiển tàu thuyền tránh xa vùng bão áp thấp nhiệt đới có khả năng đi tới. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên phải hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới thì phải cho tàu thuyền chạy ngược gió. Gió thổi lệch mũi trước mạn phải góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc vào sức đẩy của tàu thuyền, tức là chạy về hướng Bắc Đông Bắc. Nếu tàu thuyền đang nằm ở phía bên trái hoặc ở ngay trên đường bão, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển tới, thì cho tàu thuyền chạy xuôi gió, gió thổi vào đuôi tàu thuyền từ mạn phải, tức là chạy về hướng Nam Tây Nam. Cần chú ý rằng khi điều khiển tàu thuyền tránh bão, áp thấp nhiệt đới trên biển, phải luôn luôn giữ cho tàu thuyền cách tầm bão, áp thấp nhiệt đới một khoảng tối thiểu từ 350 đến 400 km khoảng 200 hải lý, khi không thể tránh xa vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão áp thấp nhiệt đới mà lọt vào vùng gió bão áp thấp nhiệt đới thì người điều khiển phương tiện phải bình tĩnh, tập trung mọi khả năng đưa tàu thuyền nhanh chóng thoát khỏi vùng bão áp thấp nhiệt đới. Có thể thấy là mặc dù không trực tiếp tiến vào đất liền, nhưng cơn bão số 9 này đã gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến người dân miền Trung nước ta. Những thông tin mới nhất về bão Rai sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.